kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề Hà Nội và những cửa ô nhằm giới thiệu lịch sử các cửa ô Hà Nội gắn liền với lịch sử của Thăng Long Hà Nội. Tại đây, khoảng 170 tài liệu, hình ảnh về lịch sử, hình thành, vai trò và sự biến đổi của các cửa ô Hà Nội qua các thời kỳ sẽ được trưng bày rộng rãi. Nội dung trưng bày được chia thành 3 chủ đề chính: cửa ô xưa, cửa ô chiến thắng và cửa ô Hà Nội hôm nay. Trong đó, trưng bày cửa ô xưa giới thiệu về lịch sử hình thành các cửa ô của Thăng Long Hà Nội. Cửa ô chiến thắng kể lại câu chuyện lịch sử về sự kiện các đoàn quân từ các cửa ô tiến về tiếp quản Hà Nội vào tháng 10 năm 1954. Đặc biệt là lễ chào cờ chiến thắng tại sân vận động Cột Cờ ngày 10 tháng 10 năm 1954. Nội dung trưng bày cửa ô Hà Nội hôm nay nói lên diện mạo của Hà Nội trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố vì hòa bình và là thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo. Trưng bày tài liệu lưu trữ Hà Nội và những cửa ô sẽ khai mạc vào ngày 7 tháng 10 tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long.